mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi S Channel. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái buổi lễ ra mắt và trải nghiệm Lab Plus 2. Nghe qua thì có cảm giác là hơi lạ. Thật ra cái chiếc Lab Plus 2 này cùng với lại Alcatel OnePlus trước đây đều cùng một mẹ là TCL hết. Nhưng mà lần này thì họ tách ra thành một cái thương hiệu riêng gọi là Plus. Còn Alcatel thì vẫn là một cái thương hiệu nữa nhưng mà đều trực thuộc TCL hết. Đấy, sơ sơ một chút về cái vấn đề thương hiệu. Còn bây giờ thì sẽ nói về nhân vật chính của chúng ta. Cái chiếc Lab Plus 2 này thì các bạn sẽ có hai cái lựa chọn, đó là phiên bản RAM 2GB có mức giá là 3.199.000 đồng và phiên bản RAM 3GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 3.899.000 đồng. Cả hai cái mức giá dành cho hai cái phiên bản này đều là cái mức giá tốt, hết phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông tại Việt Nam mình. Vậy thì đi kèm cái mức giá này nó sẽ có những cái ưu điểm nổi bật nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng soi một chút nhé. Đầu tiên nói về thiết kế trước, với cái tầm giá khoảng 3 triệu mấy của chiếc máy này thì mình thấy là họ làm khá là tốt. Chúng ta có một cái thiết kế kim loại rất là sang trọng và cứng cáp. Cái mặt lưng phía sau này không chỉ là kim loại thôi mà còn phay xước rất là thời trang và hầu như là không hề bám dấu vân tay hay là vết bẩn luôn, cực kỳ trơn láng. Chiếc máy này mặc dù là kim loại nhưng mà có thể tháo rời được mặt lưng. Đây, mình có thể tháo ra một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ có cái chấu bên dưới này. Ngoài ra thì ở cái phần mặt lưng này chúng ta sẽ có một số cái điểm cộng nữa. Đầu tiên đó là cái mặt lưng này nó được bo cong hai cạnh về phía trước. Như vậy thì nó sẽ mang đến cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm ôm tay và rất là thoải mái. Nhất là khi chiếc máy này mặc dù nó có màn hình 5,5 inch nhưng mà kích thước cũng rất là gọn gàng và vừa tay. Ngoài ra thì cái phần lon ngoài của máy mặc dù nó được đặt ở mặt lưng nhưng mà nó có một cái gờ ở đây, cho nên là các bạn cũng không cần lo lắng là khi mà chúng ta đặt máy xuống sẽ bị gây hạn chế về mặt âm thanh. Nó có cái gờ này để nó hở ra một khoảng. Tiếp đến thì chạy xung quanh thân máy chúng ta sẽ có những cái vát cắt kim cương rất là tinh xảo, sáng bóng. Và những cái vát cắt này thì nó lại không hề bén nha, mình có thể sờ qua rất là thoải mái và cái cảm giác cầm nắm của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng một chút nào hết. Tiếp đến thì ở cạnh phải các bạn sẽ thấy vị trí của phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Mặc dù cái máy của chúng ta là một chiếc máy có mặt lưng tháo rời nhưng mà hai cái phím bấm này thì nó được đính trực tiếp lên trên cái phần khung máy luôn, cho nên là cái việc mặt lưng tháo rời nó không hề gây ảnh hưởng đến những cái phím bấm này. Cái độ hoàn thiện và gia công của những cái phím bấm này vẫn rất là tốt. Bây giờ thì lật lên mặt trước, chúng ta sẽ còn cái điểm cộng nữa dành cho nhiều bạn, đó là với cái tầm giá 3 triệu mấy này thì chúng ta sẽ có một chiếc máy mà có phím điều hướng và phím home nằm bên ngoài màn hình, không hề gây chướng mắt cho một số bạn. Tiện đây nói luôn về màn hình của chiếc Lab Plus 2 này thì chúng ta sẽ có một màn hình 5,5 inch với độ phân giải là Full HD cùng với tấm nền IPS. Mình thấy ở đây màn hình có độ sáng khá là cao và góc nhìn rộng, màu sắc hiển thị rất là trung thực và nó không bị over, nó không bị rực rỡ quá. Về cấu hình thì đây tiếp tục là một cái điểm cộng nữa của chiếc Lab Plus 2 này khi mà nó sử dụng vi xử lý Helio B10 và chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn như mình nói lúc đầu là RAM 2GB đi kèm bộ nhớ trong 16GB và RAM 3GB đi kèm bộ nhớ trong là 32GB. Khi mà bán ra thì chiếc máy này sẽ hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0 kết hợp với những cái thông số về RAM, về con chip nữa, thì mình nghĩ là Lab Plus 2 hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Về camera thì máy sở hữu bộ đôi camera 13MP phía sau và 5MP phía trước. Camera sau thì được trang bị đèn flash kép này với công nghệ lấy nét theo pha. Trong khi đó thì camera selfie cũng được trang bị cả đèn flash với góc rộng lên đến 84,4 độ. Như vậy thì không chỉ có thể tự sướng tập thể mà còn có thể tự sướng trong tối nữa. Đi kèm đó là nhiều cái tính năng thú vị như là Kid Mode tạo ra những cái âm thanh vui nhộn để thu hút trẻ con chú ý và chụp hình lại. Hay đặc biệt hơn là cái tính năng lừa tình, cái tính năng làm đẹp không chỉ cho chụp hình mà còn cả quay phim nữa. Cuối cùng thì về pin, máy cũng được trang bị một cái viên pin dung lượng 3000mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh. Chỉ với 30 phút sạc thôi cũng đủ cho chúng ta 10 tiếng đàm thoại. Rồi, hết. À chưa, vẫn còn một số điểm khá là hay nữa. Chẳng hạn như là việc máy hỗ trợ âm thanh Hi-Fi có thêm cái chức năng mix nhạc để các bạn có thể thử làm DJ. Rồi cả con chip giúp khuếch đại âm thanh gấp 8 lần nữa. Chẳng hạn như nếu mà các bạn đang đi quẩy mà có điện thoại ở nhà thì chúng ta vẫn có thể biết được, chứ không là về nát đít. Ngoài ra thì cái nút home của Lab Plus 2 cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện. Sở dĩ có nó đó là bởi vì chiếc máy của chúng ta đã được tích hợp cảm biến vân tay. Và dù Lab Plus 2 không có nhiều cái tính năng thông minh nhưng mà chúng ta vẫn có hai cái cơ bản hay dùng, đó là Double Tap để tắt mở màn hình, rất là tiện dùng. Đấy, nhưng mà tổng kết lại thì mình cảm thấy rằng với cái tầm giá dưới 4 triệu đồng của con này thì đây sẽ là một cái lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua. Nhất là khi mà những chiếc máy dùng Helio B10 khác có cùng cả cái thông số màn hình, camera hay thậm chí là thấp hơn so với lại Lab Plus 2 mà giá toàn là cao hơn cái con này thôi. Nhưng mà đó cũng chỉ là quan điểm của mình thôi. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Mời comment chia sẻ ngay bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.